Tiếp tục diễn biến sang giờ của bộ phim Tuyệt Thế Đường Môn, Hoắc Vũ Hạo đã được gọi đến phòng làm việc của Chu Y. Ngay khi cậu bước vào thì bà ta đã bày tỏ thái độ nghiêm túc. Bà cho biết mình rất hiếu kỳ về vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo. Với kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình cũng không thể cảm nhận được vũ hồn của cậu là gì, cho nên Chu Y muốn biết đáp án. Hoắc Vũ Hạo cũng không dám giấu giếm nên đã nói ra. Chu Y nghe vậy cũng hiểu. Thì ra là cậu có vũ hồn đặc biệt nên mới được Đường Môn chọn lựa làm học sinh đặc biệt. Bà dẫn cậu đến khu thí nghiệm số 12 của Hồn Đạo Viện. Cửa vào cũng được bố trí vô cùng hoành tráng, kể cả chìa khóa cũng là hồn đạo khí. Ngay khi mở cửa ra, luồng ánh sáng chói mắt lập tức đập vào mắt Hoắc Vũ Hạo. Bên trong phòng là rất nhiều học sinh, tất cả đều đang miệt mài nghiên cứu. Đứng đầu ở đây là một người đàn ông trung niên tên là Phạm Vũ. Chú Ý giới thiệu Hoắc Vũ Hạo, ông ta nhìn qua một lượt liền từ chối không nhận vì tố chất cơ thể và hồn lực đều quá yếu. E là ngay cả hồn đạo khí tùy chỉnh có uy lực nhỏ nhất cũng không cầm lên được. Chu Y đành phải để cho cậu thể hiện một phen, thế là cậu lập tức bạo phát hồn kỹ, lực lượng mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh khiến cho ông ta cũng phải giật mình kinh ngạc. Một hồn kỹ vậy mà lại đồng thời có cả hai loại hiệu quả là dò xét và cộng hưởng. Ông ta không biết rằng hồn kỹ này là do thiên mộng băng tẩm tặng. Chu Y giải thích, ánh mắt của cậu là bản thể vũ hồn, lại là thuộc tính tinh thần, có khi nào đã kích hoạt hồn kỹ biến dị siêu hiếm. Trước mắt, bọn họ chỉ có thể cho là như vậy. Phạm Vũ gọi ra một tên học sinh là Thái Đầu và thông báo để cho Hoắc Vũ Hạo phụ trợ hắn thử bắn hồn đạo pháp tùy chỉnh. Hắn ta nhanh chóng dẫn cậu đến cỗ máy hồn đạo pháp. Nó là thứ mà vị lão sư này đã dốc sức nghiên cứu mấy chục năm. Ông gọi nó là hồn đạo khí tùy chỉnh kinh khủng nhất trong các loại hồn đạo khí. Bây giờ chỉ còn thiếu người sử dụng nữa mà thôi. Hồn đạo khí tùy chỉnh có bộ dạng không khác ám khí là bao nhiêu, nhưng uy lực lại vượt trội hơn ám khí. Nhưng lại có điểm yếu chí mạng là phí tổn siêu cao, không thể sử dụng phổ biến được. Nhưng mục đích mà ông nghiên cứu hồn đạo khí tùy chỉnh lại chưa từng nghĩ sẽ cho hồn sư sử dụng rộng rãi. Chỉ cần có tối thiểu số hồn sư sử dụng, như vậy hồn đạo khí tùy chỉnh sẽ trở thành đòn sát thủ thực sự cho học viện. Thái Đầu nhanh chóng phát động, hồn đạo khí của hắn được khắn trên cánh tay. Bộ dạng ban đầu vô cùng đơn giản, nhưng sau khi biến hóa lại cho thấy sự phức tạp, vô số cơ quan linh kiện gắn với nhau, chỉ nhìn thôi đã thấy hoa mắt rồi. Vũ khí bắn ra một luồng năng lượng, chấn động lan ra xung quanh. Toàn bộ bia di động đều bị Thái Đầu bắn trúng, thế là vượt qua cửa ải đầu tiên. Vòng thứ hai khó hơn nhanh chóng bắt đầu. Không gian xung quanh cả hai lập tức thay đổi, giống như là đang trong không gian ảo chuyên dùng để huấn luyện. Họ xuất hiện tại trong một khu rừng với vô số hồn thú di chuyển cực kỳ nhanh, khó mà nhắm chúng. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng sử dụng do hồn kỹ tinh thần lực giúp cho hắn ta dễ dàng cảm ứng được chuyển động, sau đó bắn phát nào trúng phát đó, chỉ riêng một con cuối cùng là bắn chuột. Hắn lên tiếng khen ngợi năng lực của cậu vô cùng đặc biệt, nhưng mà khoảng cách dò xét vẫn hơi thiếu. Nếu muốn phối hợp với hồn đạo khí tùy chỉnh thì khoảng cách dò xét của hồn kỹ phải đạt 100m trở lên, nhưng khoảng cách dò xét của Hoắc Vũ Hạo không đạt tới con số đó nên Phạm Vũ tỏ ra vô cùng đáng tiếc. Hoắc Vũ Hạo cho biết phạm vi dò xét của hồn kỹ sẽ mở rộng theo hồn lực, cũng có nghĩa là hồn kỹ có thể tiến hóa. Từ khi cậu có được hồn kỹ tới nay thì phạm vi dò xét đã tăng thêm đường kính 1m. Phạm Vũ khen ngợi và dặn dò, nếu có một ngày phạm vi đạt tới 100m thì hãy tới tìm ông sẽ dạy cậu chế tạo hồn đạo khí. Thái Đầu vừa dẫn Hoắc Vũ Hạo rời đi vừa giải thích về hồn đạo khí tùy chỉnh cho cậu nghe. Hắn ta vô cùng hài lòng về Hoắc Vũ Hạo và tỏ vẻ vô cùng nhiệt tình. Hồn đạo hệ bọn hắn chủ yếu nghiên cứu là hồn đạo khí cận chiến, hồn đạo khí tầm xa và hồn đạo khí tùy chỉnh, ba loại hồn đạo khí quân dụng, mỗi loại đều có điểm khác biệt. Hồn đạo khí cận chiến có vẻ người giống với vũ khí đao kiếm thường dùng. Cái khác biệt ở đây là nó có thể bộc phát ra lực lượng công kích mạnh hơn với vũ khí bình thường, đồng thời còn bổ sung thuộc tính hồn lực như hỏa diễm, hàn băng, lôi điện, phòng ngự. Về phần hồn đạo khí tầm xa thì cần rót rất nhiều hồn lực so với hồn đạo khí cận chiến, nhưng lại có thể tấn công tầm xa. Mà hồn đạo khí tùy chỉnh thì lại không yêu cầu rót quá nhiều hồn lực, tầm bắn lại xa hơn, uy lực cũng mạnh hơn. Như vậy cũng có nghĩa là hồn đạo khí tùy chỉnh đơn giản là áp đảo hồn đạo khí tầm xa. Tuy nhiên mọi thứ đều có cái giá, hồn đạo khí tùy chỉnh phải chế tạo tinh xảo hơn, cũng tốn nhiều tiền hơn. Hơn nữa hồn đạo khí cũng tuân theo thuộc tính tường khắc. Thiếu hụt lớn nhất là khó mà định vị nhắm chuẩn mục tiêu di chuyển. Cho nên, Phạm Vũ mới muốn dùng thử tinh thần dò xét của cậu để nhắm chuẩn vị trí. Nếu vừa có uy lực mạnh, vừa có thể định vị mục tiêu chuẩn xác, thì có thể khiến lực công kích của một hồn sư tăng lên gấp 10. Trò chuyện xong, Hoắc Vũ Hạo liền cùng với Chu Y quay trở về. Chu Y cho biết, Phạm Vũ là hồn đạo sư số 1 của học viện Sử Lê Khắc. Nếu cậu có thể trở thành đệ tử của ông ta thì tiền đồ không thể lường được.
nhưng mà cậu trước tiên phải thông qua bài kiểm tra tân sinh, không vượt qua được thì sẽ bị loại, đó là quy tắc rồi. Chu Yi vừa rời đi thì Đường Nhã tìm tới, bộ dạng nàng ta vô cùng hào hứng. Mục đích tới đây là để dụ dỗ Hoắc Vũ Hạo đi kiếm tiền. Rất nhanh sau đó, cũng đến tiết học buổi chiều, gặp lại Vương Đông, nghe hắn thắc mắc vũ hồn của mình, cậu liền giải thích mọi chuyện. Ngày đó sở dĩ hắn không thể đánh trúng là vì cậu đã sử dụng hồn kỹ dự đoán trước hành động của hắn rồi. Chu Yi yêu cầu tất cả học sinh tập trung tại quảng trường. Vừa mới nghe thấy giọng nói thì cả đám đã ráo riết chạy ra ngoài tập trung, không ai dám chậm trễ. Bà phát cho mỗi người một bộ áo giáp, mục đích sử dụng là để tăng tối chất thân thể. Mỗi người mặc một bộ, chạy quanh quảng trường tới khi chuông tan học vang lên. Cả đám nghe những lời này liền giật mình hoảng sợ. Bà ta bổ sung thêm, có thể sử dụng hồn lực nhưng không thể sử dụng hồn kỹ. Thứ hạng được xếp theo số vòng chạy được, người xếp sau cùng sẽ bị khai trừ khỏi lớp. Mấy nữ học sinh cảm thấy không công bằng, bọn họ là hồn sư hệ phụ trợ, vẫn phải chạy hay sao? Chu Yi giải thích, hồn sư theo vũ hồn bản thân khác biệt, chia làm 6 hệ là cường công, mẫn công, phụ trợ, thức ăn, khống chế và phòng ngự. Phương hướng mỗi người lựa chọn là khác nhau, cho nên tố chất cơ thể cũng sẽ khác. Nhưng ở trên chiến trường, kẻ địch sẽ không phân biệt giới tính hay hệ tu luyện. Nói tới đây, bà ta liền lớn giọng tuyên bố bắt đầu chạy. Không ai dám có ý kiến nữa, thế là tất cả học sinh đều đồng loạt chạy. Tất cả đều tăng tốc chạy thục mạng, chỉ riêng Hoắc Vũ Hạo lại chạy chậm như rùa, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Vương Đông là người dẫn đầu, đang tự tin là mình sẽ đứng hạng thứ nhất, thì bất chợt nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo đứng ở phía sau. Bởi vì hồn lực của cậu yếu nhất, nên tổ chất cơ thể cũng là kém nhất, cho nên bà nãy mới chạy chậm như rùa. Nhưng mà cậu lại kiên trì đến cùng. Những người khác thế vậy cũng không muốn bị thua, thế là ý chí của họ lập tức trỗi dậy và lại tiếp tục chạy bộ cùng nhau. Hóa ra mục đích của Chu Yi không chỉ là rèn luyện thân thể mà còn tôi luyện ý chí cho học sinh. Bà cũng bất ngờ vì đám học sinh của mình lại có ý chí kiên cường đến vậy, nhất là Hoắc Vũ Hạo. Cuối cùng thì tiếng chuông tan học cũng vang lên, mọi người cũng được nghỉ ngơi. Tuy đám học sinh nghỉ dài lao giữa giờ, đáng bị khai trừ, nhưng vì bùng cháy lên vài phần nhiệt huyết nên bà quyết định không trừng phạt nữa, cũng không có người bị đào thải. Mọi người nghe vậy liền vui mừng hoan hô, ngay cả Chu Yi cũng vui mừng vì có một đám học sinh kiên cường. Hoắc Vũ Hạo được đề cử làm lớp trưởng. Tập phim đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo nhé!